nhằm đẩy mạnh kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Mới đây tại Hà Nội, cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Trung tâm Việt tại New York, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến thúc đẩy thương mại Việt Nam Hoa Kỳ. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, cục trưởng cục xúc tiến thương mại ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam. Sau khi hiệp định thương mại song phương Việt Nam Hoa Kỳ BTA có hiệu lực, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ liên tục tăng trưởng ổn định và ở mức cao, đạt trên 75,7 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2019. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Hoa Kỳ và ở chiều ngược lại, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã khiến thương mại hàng hóa thế giới gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Chính vì vậy, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam kết nối giao thương, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Cục xúc tiến thương mại đã phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, Đại sứ quán Thương vụ các nước tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động, hội nghị giao thương trực tuyến với đối tác như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Singapore và Hoa Kỳ. Thông qua hội nghị giao thương trực tuyến, doanh nghiệp hai bên có cơ hội trao đổi về khả năng hợp tác kinh doanh, chuẩn bị ký kết hợp đồng trực tiếp sau khi dịch bệnh được kiểm soát, góp phần củng cố quan hệ thương mại đã được xây dựng trên những nền tảng bền vững giữa hai nước, Việt Nam, Hoa Kỳ. Ngay sau phiên hội nghị, hơn 20 phòng kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với những nhà xuất nhập khẩu Hoa Kỳ trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến, máy móc thiết bị công nghiệp, dệt may, năng lượng, khoáng sản, than đã diễn ra hết sức sôi động.